ngỡ ngàng khi mà Tổng thống Hàn Quốc thất bại vì hai chữ hành lá, bắt đầu bằng chữ hành lá nha cả nhà. Em Hồng Tím, kênh về kể chuyện thế giới, xin được mến chào cả nhà. Trong video mới ngày hôm nay thì xin phép được kể cho cả nhà nghe một cái câu chuyện nổi bật về Tổng thống Hàn Quốc có liên quan đến hành lá. Như là ngày hôm qua đến nay thì cả nhà cũng biết là xôn xao về cái vụ là Tổng thống Hàn Quốc đã ban hành cái thiết quân luật. Một cái người phụ nữ ở Seoul họ đi biểu tình, họ nói như thế này: tôi cứ tưởng là Tổng thống Hàn Quốc là ổng chiều tối ổng đi nhậu, rồi tới lúc 10:30 ổng về nhà, cái ổng nghĩ quá nhiều về cái phe đối lập, thế là ổng ban hành thiết quân luật. Rồi tới gần 4:00 sáng thì hết rượu thì cái ổng rút lại cái thiết quân luật đó. Bây giờ tôi không có hiểu cái chuyện gì mà nó đang xảy ra ở đất nước tôi nữa. Tôi thật sự là quá hoang mang. Tuy nhiên một số người thì livestream chia sẻ rằng là thật sự ổng đã bị bế tắc về cái mặt chính trị, quá bế tắc, và bây giờ ổng phải đi một cái nước cờ, một cái chiêu mà người ta gọi là cờ bạc chính trị mạo hiểm để mà được ăn cả, còn thứ hai là ngã về không. Chúng ta hãy bàn một chút xíu về thiết quân luật mà ổng đưa ra nha cả nhà. Và thiết quân luật ổng đưa ra có nghĩa là bây giờ ổng muốn là quân đội và cảnh sát phải kiểm soát đất nước nữa. Thứ nhất, cấm tất cả các hoạt động chính trị, và thứ hai đó là giới hạn về truyền thông. Cấm tất cả các hoạt động chính trị ở đây là bây giờ là không có tụ tập, không có biểu tình, không có thảo luận, không có trao đổi gì về những cái vấn đề chính trị nữa. Các cái đảng đối lập ở trong quốc hội bây giờ muốn mà ý kiến, ý cò hay là trao đổi gì về chính trị hay là luận tội gì về những cái thành viên mà trong đảng của ổng thì ngưng hết, cấm hết. Còn thứ hai là giới hạn về mặt truyền thông, là ý ổng muốn bây giờ là kiểm soát tất cả những cái hoạt động truyền thông, báo chí đưa tin đồ này kia, thắt chặt lại. Vậy thì cái mối quan hệ giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol, Tổng thống Hàn Quốc và Quốc hội chắc là một cái mối quan hệ đấu đá gì đó dữ dằn lắm. Nên là ổng mới cấm như vậy, ổng muốn gọi là sử dụng quyền lực cứng của mình chứ không có sử dụng sức mạnh mềm nữa để mà ổn định lại tình hình. Chúng ta nói một chút về cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 10 tháng 4 năm 2024 nha cả nhà. Thì đó là một cuộc bầu cử khá thú vị ở Hàn Quốc, khi mà những ứng cử viên họ thể hiện cái sự phản đối của mình bằng cách họ cạo đầu, họ cởi trần, rồi họ sáng tác những cái bài gọi là rap chính trị để mà dành tặng cho phe đối lập luôn. Kết quả của cuộc bầu cử đó thì đảng của Tổng thống hiện tại là ông Yoon Suk-yeol là đảng Nhân dân cầm quyền chỉ giành được có 105 ghế, trong khi cái đảng đối lập, đảng Dân chủ DP thì giành được tới 175 ghế. Đó, cái sự tình nó bắt đầu từ đây rồi. Và tiếp theo một cái đảng thứ ba đó là đảng Xây dựng Hàn Quốc thì giành được 12 ghế. Vậy thì bây giờ nếu như mà đảng đối lập, đảng Dân chủ mà hợp tác lại với đảng Xây dựng Hàn Quốc thì giành được tới 3/5 ghế trong quốc hội, nghĩa là họ có quyền thông qua những dự luật mà không cần đến cái sự quyết định của đảng ông tổng thống luôn. Như vậy là cái cuộc bầu cử quốc hội này xong thì ổng rơi vào một cái tình trạng đó là bây giờ có quyền nhưng mà không có điều hành được, không có bị rơi vào cái sự gọi là bế tắc về quyền lực rồi đó. Như cả nhà cũng biết đó là ông tổng thống Pháp Emmanuel Macron, khi mà cái cuộc bầu cử vào nghị viện châu Âu mà ổng thấy tình hình là cái đảng cực hữu là của bà Marine Le Pen là bây giờ là giành được nhiều phiếu, ổng ngay lập tức là đi đòn phủ đầu giải tán quốc hội ngay. Nhưng mà tổng thống Hàn Quốc thì không được làm như vậy, bởi vì theo như là hiến pháp của Hàn Quốc thì tổng thống không có quyền giải tán quốc hội và tổng thống cũng không có quyền bổ nhiệm thủ tướng, trong khi ở bên Pháp thì được. Thì bầu cử quốc hội xong là coi như ông bị thất thế rồi. Cái lúc mà ông thắng cử thì tỷ lệ ủng hộ ông là 53% vào năm 2022. Nhưng mà bầu cử quốc hội xong thì nó đã có sự sụt giảm. Và mọi chuyện bắt đầu khi mà ông khảo sát và ông nói về một cái chuyện đó là hành lá. Ông nói là giá cả của hành lá nó cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến giá cả của những món ăn. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà phe đối lập đã bám vô cái vụ này để mà moi móc lên, để mà gọi là để mà lật đổ ông. Bây giờ ông tổng thống này, ông đang lủng lẳng ở đâu? Ông đang lơ lửng trên ngọn tre đọt cây nào? Tại sao những cái vấn đề cấp bách và cần thiết của
cuộc sống xã hội. Ví dụ như là tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đi, có 0.71 mà hai gia đình mới sinh được một đứa con, mà ông không lo, ông không quan tâm, đó không, ông giải quyết được không? Rồi cái tiếp theo đó là về vấn đề giá cả. Giá cả nhà đất ở Seoul bây giờ, ở Hàn Quốc là một cái người trung bình họ phải mất 86 năm thì mới mua được nhà ở Seoul. Vậy thì cái vấn đề này ông có cái ý kiến gì để mà giải quyết hay không? Thì sau đó là người ta cho rằng là ổng quá xa rời thực tế. Một cái món ăn xài bao nhiêu hành lá, chẳng lẽ một cái món ăn nào cũng vứt cả ký hành vô hay sao mà lại đi lo trong cái chuyện hành lá này. Không, cái này thì ổng cũng có ý tốt thôi chứ cũng đâu có gì đâu, ổng cũng quan tâm đến đời sống thôi, nhưng mà người ta cho rằng ổng quá xa rời thực tế. Và từ cái vụ hành lá này, sau cái cuộc bầu cử quốc hội, khi mà cái vị thế của mình nó đang bị yếu ở cả nhà, bất kỳ một cái thông tin nào đó gọi là nó dập vô một cái nữa là nhiều khi nó cũng đổi chiều luôn. Nhiều khi là cái ý mình tốt nhưng mà ổng nói là vô tình là ổng trở thành là người không tốt luôn. Thế là cái uy tín của ổng bị giảm sau cái cuộc bầu cử quốc hội. Rồi sau cái vụ hành lá này là nó double vô rồi. Tiếp theo đó là đến cái cuộc đình công của bác sĩ thì cũng không có giải quyết làm sao cho nó thỏa đáng, double vô thêm một chuyện. Cái chuyện tiếp theo đó là đệ nhất phu nhân vợ của ổng là nhận một cái túi sách Dior gì đó khoảng 60 triệu, khoảng 2.000 mấy đô đó, thì double vô một cái nữa, thế là uy tín của ổng sụt giảm. Quốc hội bây giờ là phe đối lập là kiểm soát nắm quyền, cho nên là bất kỳ những cái dự định nào, những cái ngân sách nào mà ổng muốn thông qua thì ở bên kia cũng phản đối, cũng không chịu hết trơn á. Nói chung là giờ ổng muốn làm gì, ổng muốn cải cách cái gì, những cái gì mà dự án lớn hay là gì đó là ở bên kia đều phản đối xóa hết. Và còn lôi những cái ông mà ở bên đảng của ổng đem ra để mà luận tội thì giống như là một cái giọt nước tràn ly. Thì ổng nhận được một cái thông tin đó là trong tháng 12 này thì người dân Hàn Quốc đó là bây giờ chỉ có tin tưởng ổng chỉ còn có 20% thôi. Và sẽ có rất là nhiều người họ tràn xuống đường để mà biểu tình và yêu cầu là luận tội tổng thống. Nên là trước những cái thông tin đó và gọi là giọt nước tràn ly rồi, thì thay vì bây giờ ổng phải ngồi ở đó ổng chờ đợi, thì bây giờ phải đổ lỗi lại cho cái phe đối lập của mình để mà còn có đường để mà thoát nữa chứ. Đó là cái chiêu gọi là cờ bạc chính trị mạo hiểm, được ăn cả ngã gì không. Thông tin mới nhất mà em cập nhật buổi sáng ngày hôm nay thì chỉ cần có 8 phiếu nữa thôi là coi như là xong phim nha cả nhà. Nghĩa là bây giờ cái bên cái phe đối lập là 192 phiếu để mà luận tội ổng phải không, thì bây giờ chỉ còn có 8 phiếu nữa. Nếu mà cái, những cái người ở trong đảng của ổng mà chỉ cần 8 người mà bỏ nữa thôi là coi như là ổng xong phim. Em trân trọng cảm ơn cả nhà đã lắng nghe hết câu chuyện. Cả nhà nghĩ như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới nha, để em có thể học hỏi thêm. Nhớ cho em một like nha. Và hẹn gặp lại cả nhà trong những câu chuyện lần sau.